Thưa sư, trong bài kinh cuối cùng Đại Bát Niết Bàn, Thế Tôn có nói nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào ai khác, nhưng kinh điển vẫn nói quy y nương tựa Tam Bảo, vậy có mâu thuẫn hay không? Cái vấn đề là do quý vị không có chịu đọc kinh. Bây giờ sư sẽ mở kinh Đại Bát Niết Bàn ra. Đây. Đọc, quý vị phải đọc hết ha. Quý vị phải đọc hết ha. Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỷ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đời vị tỷ kheo, đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các thọ, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, này Ananda. Như vậy vì tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Đấy. Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một pháp gì khác. Này, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Đấy, quý vị thấy, nguyên văn Đức Phật nói rất là rõ, cái sự mà tự nương tựa chính mình đấy, ở đây đồng nghĩa với việc nương tựa và chánh pháp. Hai cái nó không khác nhau. Chỉ khi nào mà quý vị chúng ta nương tựa và chánh pháp thì mới gọi là nương tựa chính mình. Hai cái nó đồng đẳng với nhau. Và thế nào là nương tựa chính mình, thế nào là nương tựa chánh pháp? Ở đây vị tỳ kheo thực hành tứ niệm xứ. Vị tỳ kheo thực hành tứ niệm xứ. Tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, thì khi ấy mới được gọi là vị tỳ kheo nương tựa vào chính mình, lấy mình làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, không nương tựa vào bất cứ ai. Đấy. Cho nên sẵn qua cái câu hỏi này là sư nhắc nhở quý Phật tử, ai nói cái gì cũng làm ơn mở kinh ra coi, coi trong kinh nói như thế nào. Trích dẫn á, mà mình trích có một đoạn không thôi đó, thì chúng ta sẽ hiểu sai cái nội dung lời dạy của Đức Thế Tôn. Trích nguyên một bài đó mà có khi còn không chắc là hiểu đúng, huống chi là chúng ta chỉ trích có một phần thôi, rồi lúc đó lại hỏi là tại sao Đức Thế Tôn lại mâu thuẫn.